Triều Tiên thử nghiệm máy bay không người lái Theo Reuters, dẫn tin từ hãng thông tấn KCNI, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm hiệu suất máy bay không người lái UAV do nước này phát triển. KCNI cho biết, ông Kim hôm 24 tháng 8 đến thăm viện máy bay không người lái thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc phòng Triều Tiên tại đây ông chứng kiến cuộc thử nghiệm thành công uav có khả năng xác định và tiêu diệt chính xác các mục tiêu được chỉ định sau khi bay theo những tuyến đường khác nhau được thiết lập trước ông kim kêu gọi sản xuất thêm uav cảm tử để sử dụng trong bộ binh chiến thuật và các đơn vị tác chiến đặc biệt chẳng hạn như uav cảm tử tấn công dưới nước cũng như uav trinh sát chiến lược và tấn công đa năng nhà lãnh đạo triều tiên cũng kêu gọi tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm hơn về khả năng chiến đấu của UAV để trang bị cho quân đội nước này càng sớm càng tốt. Bình Nhưỡng đã tăng cường năng lực tác chiến chiến thuật liên quan đến tên lửa tầm ngắn và pháo hạng nặng, sau khi đạt được những tiến bộ đáng kể trong các chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa và hạt nhân. KCNI thông tin thêm, ông Kim Jong-un cũng thị sát các công trường xây dựng của nhiều nhà máy công nghiệp khác nhau vào ngày 24 và ngày 25 tháng 8.